tiếc đời mày ai thương. Nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần khổ riêng ai, trần gian là cõi đọa đày, vì cớ sao gây oán vì danh lợi mà đau, vì kiếm tiền theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà đua đòi vì một chữ tiền mà thôi.